tất cả mọi người, hôm nay chính là ngày mình sản xuất chính media ở tại con tàu. Và đặc biệt hơn là con tàu đã được bố trí rất nhiều phòng nghỉ ở dưới. Có một số thử thách một tí, nhưng mà hôm nay chúng tôi sẽ làm việc để ra những hình ảnh đẹp nhất. Việc đầu tiên đấy là các bạn lên check của mình thiết bị hôm nay chúng ta sẽ dùng những gì nhá. Let's go. Ok, hôm nay nhiệm vụ của mình đó chính là chụp một số cái phòng nghỉ ở đây trước. Thì mình luôn luôn chia sẻ đó, mình chỉ có mang ba cái len cho cái vấn đề chụp nội thất này. Đó là đầu tiên là cái body SR, và cái len ở đây mình sử dụng là len 16-35L Mark II. Thì mình sẽ luôn sử dụng ở cái tiêu cự là 16 hoặc là 24 hoặc là 35. Tiếp theo một cái len nữa hỗ trợ công việc, đó chính là cái len 100. Nó sẽ giúp mình chụp được rất nhiều cái chi tiết để mang cái cảm giác là sạch sẽ, gọn gàng, thẳng thắn. Và một cái len nữa đó là len 5x50, thì nó giúp cho mình có một cái góc nhìn giống như là mắt nhìn người nhìn bình thường, cảm giác về không gian xung quanh. Đấy, thì ba chiếc len này với lại chiếc body SR là sẽ thiết bị chụp chính. Ngoài ra thì mình có dùng một số thiết bị khác, đó chính là flycam để quay chụp overview nhìn ở bên ngoài của công trình. Thế nhưng mà hôm nay thì trời các bạn có thể thấy là nó không được xanh cho lắm, thì mình sẽ sử dụng flycam và một máy khác đi. Nhưng mà chụp nội thất, chụp những thứ này thì công việc tiền kỳ chuẩn bị rất là quan trọng. Bắt tay vào chụp. Thì mình sẽ chụp cái góc một nửa phòng trong, một nửa ngoài, thì mọi người sẽ nhìn rõ hơn là cái view như thế này. Bây giờ là sẽ chụp có view 50 để lấy cái view cảm giác. Đôi khi trong quá trình làm việc ấy các bạn ạ, chúng ta phải ngồi tận hưởng. Ok, đây là những shot cuối cùng rồi. Mình đang phải xử lý một vấn đề hơi khó, đó là tủ lạnh và tivi nó ở trong hốc sâu. Và mình sẽ phải chụp đủ trang thiết bị vật tư của phòng. Tình ánh sáng hơi chéo một chút và mình đang phải căn ánh sáng đây. Cũng là 5:30 rồi và hơi bị đói. Và những shot hình cuối cùng thì cần phải kiên nhẫn một chút. Một bài toán nó cũng hơi khó. Góc khuất anh em ạ. Đấy là thiết bị, vì ở phòng này thiết bị mọi người đang đi vào hoạt động chưa hoàn thiện. Thế nên là tivi đang không có mạng, nên là chúng tôi phải tự phát mạng. Chúng tôi phải tự phát mạng để cho tivi bắt vào, xong đó thì bật lên clip để cho phòng view nó đẹp hơn, nó sáng hơn, nó bị đỡ bị mất khoảng tối đen ở đây. Thì shot cuối cùng mình rất bất ngờ là phòng 8 này nó rất là to luôn.
Thế nhưng nó to cũng là vấn đề, tại vì cái đồ ở trong đây thì là đồ bóng nhưng mà nó lại tối. Bóng mà là tối, tức là đánh flash mạnh quá thì nó sẽ ánh phản hát lại, nó không ra được cái bề mặt tối. Thì mình sẽ phải chụp nhiều ánh sáng xiên, sau đó ghép lại từng khoảng. Ok, trời đã xuống núi và chúng tôi cũng bắt buộc là phải kết thúc buổi chụp thôi, tại vì tối rồi còn đâu nữa. Hy vọng là các bạn đã xem được những hình ảnh kết quả mà tôi ghi hình trong buổi ngày hôm nay. Nếu mà các bạn muốn xem thêm thì hãy subscribe kênh của tôi, và nếu cần chụp những cái căn phòng nghỉ, chụp những cái job như thế này, PM liên hệ chúng tôi, và nhớ là liên hệ qua kênh YouTube thì tôi sẽ có một cái deal hời hơn cho mọi người. Trời đẹp chưa? Và mọi người enjoy khung cảnh. Tôi đi về đây.